Hello hello, xin chào tất cả mọi người. Lâu lắm rồi thì Labip mới quay trở lại chuyên mục Squat Club. Và hôm nay không thể để mọi người chờ đợi lâu hơn thì mình đã quay trở lại với chuyên mục này với hai dòng son đến từ hai hãng khác nhau, đó chính là son Gourmet Love Kitchen và son BBA Sheer Velvet Chin. Vậy mọi người còn chần chờ gì nữa, hãy cùng Labip bắt tay vào để squat và review hai dòng son nóng hổi trong thị trường son Hàn gần đây nha. Cùng bắt đầu thôi. Ok, và đầu tiên để mở bát cho cái video này thì chúng ta sẽ đến với bộ sưu tập son đến từ nhà BBA trước nha. Đây là dòng son có tên là Sheer Velvet Chin. Với bộ sưu tập son của nhà BBA lần này thì mình sẽ squat 4 màu son, từ màu số 5 cho tới màu số 8. Đây là những cái tông màu thuộc tông ấm quan trôn của nhà BBA. Và đầu tiên chúng ta sẽ tới với màu 05. Đây là một màu mà mình vô cùng là ưa thích nha. Màu 05 này thì là một màu tông cam be. Em này thì mang sắc cam tươi sáng. Em này sẽ hợp là màu beige. Và sau đó mọi người thể trồng cái màu son khác lên thì nó rất là ok. Và đặc biệt nha, mình còn dùng màu son này để làm màu má luôn. Bởi vì cái chất son Sheer Velvet Chin này cực kỳ là ẩm mà mịn nữa, nó không bị bóng quá cũng như là không bị kiểu lì quá, thế nên là má cực kỳ là đẹp luôn nha, xuất sắc. Tiếp theo đó là màu 06 Day Coral. Đây là một màu tôn hồng be san hô, hợp loát da sáng cho tới trung bình nha. Em này thì là màu má cực kỳ là xinh luôn. Và em này thì nó sẽ thiên một chút về tôn hồng nhiều hơn á. Với màu 07 thì sẽ là một màu cam hơi tươi một xíu, và em này sẽ là tôn cam thuần năng động và có một chút gì đó hơi căng mọng ấy. Em này thì đánh nhẹ cũng rất là xinh, chỉ cần lớp mỏng thôi các bạn đánh đi học cực kỳ là đẹp. Mà đánh đậm ấy thì nó rất là nổi bật trên lớp da của mình luôn và cực kỳ hợp mọi tông da. Em này mà đi kèm với make up nữa thì hết sảy luôn nha. Với màu 08 sẽ là một màu mà mình cực kỳ mê mẩn nhất, đó là một màu mà mình cực kỳ tâm đắc. Đây là một màu nâu đỏ gạch trầm và em này siêu xinh luôn. Mình phải nói thật nhá, em này để mặt mộc cũng xinh và make up cũng rất là xinh luôn á. Em này thì hợp với mọi tone da, đặc biệt kể cả gian ngăm, không một xíu bay hồng nào cả luôn nha mọi người. Em này thì sẽ thiên về tone nâu nhiều hơn. Đây chắc chắn sẽ là một màu son mà mình nghĩ các bạn rất là muốn kiếm tìm trong cái đợt hè này luôn á. Màu này mình nghĩ đảm bảo rất là hot hit luôn nha. Đặc biệt là với cái dòng son nhà BBA này thì mình thấy độ lâu trôi cũng khá là tốt. Sau khi mình ăn uống xong thì nó vẫn để lại một cái lớp màu khá là tự nhiên trên môi. Với chất son lần này thì nó sẽ có độ ẩm nhẹ trên môi, tuy nhiên nó không quá là bóng. Nó không thiên về son bóng cũng không thiên về son lì. Khi mà mọi người bạc môi thì mọi người sẽ thấy cái chất son của nó rất là mịn, không bị khô. Đặc biệt là cứu cánh cho những bạn nào mà thuộc tim môi khô ấy thì em này dùng rất là ok luôn. Với những em son lần này của nhà BBA và nhà Roman đều phù hợp trong mùa hè với những màu son rất là năng động, tươi trẻ. Và lần này thì Roman đã ra thêm 3 màu son mới gồm màu 9, màu 10 và màu 11. Và màu đầu tiên mình sẽ xuất đó là màu 09, là một màu san hô thiên đánh cam và thích hợp sử dụng hàng ngày. Với bộ sưu tập lần này thì 3 màu mới đều là những cái màu mà rất là tươi tắn rạng rỡ. Đặc biệt về chất son của Roman thì mình không chê ở đâu được, bởi vì em son này bám chặt trên môi, lướt trên môi rất là mịn, mướt giống như chất son kem bùn của nội địa Trung vậy á. Và ngoài ra những bạn nào mà có môi thâm thì em này vẫn có thể che phủ rất là tốt mà không cần sử dụng đến triệt sắc hay là che khuyết điểm nha. Trước đây thì mình đã cực kỳ thích cái bảng màu son Roman từ màu 1 tới màu 8, và khi lần này mà hãng cho ra thêm 3 màu mới thì mình cực kỳ là hào hứng với 3 màu này luôn. Đây là 3 màu hoàn toàn không liên quan tới nhau luôn. Những cái sắc son này rất là thuộc về tone neon, rất là cháy, thế nên là mọi người á, những bạn nào mà thích ngượng ngựa hoặc là thích kiểu tone tươi trẻ mà không muốn bị đậm quá thì hãy tham khảo những em son này nha. Với màu số 10, đây là một màu đỏ thuần. Khi mà đánh nhạt thì nó sẽ thiên về đỏ hồng nhiều hơn, nhưng nếu các bạn đánh đậm và trồng nhiều lớp thì nó sẽ thiên về màu đỏ đậm rất là đẹp luôn. Với em son này thì mình nghĩ đánh nhạt cũng đẹp mà đánh đậm cũng đẹp. Em này khi mà đánh mặt mộc cũng rất là phù hợp, nhất là khi các bạn đi làm hoặc đi học mà muốn tán nhẹ thì chỉ cần đánh một xíu em này thôi đã trông rất là tươi tắn hơn rồi. Và có một nhược điểm ở cái dòng son Roman này là cái vỏ son thì nó hay bị bám vân tay vào nên là trong cảm giác nó hơi bị bẩn một xíu ấy. Giá như mà nhãn hàng có thể cải thiện được cái vấn đề này thì mình nghĩ vỏ son này rất đẹp ở cái phần bao bì luôn. Em này thì mình sẽ thấy là thường hồi xưa các chị đánh rất là nhiều luôn, màu này cực kỳ là hot trend luôn á. Tuy nhiên về độ lâu trôi của dòng son này thì nó sẽ hơi kém một xíu. Nếu mà bạn ăn uống mà dính dầu mỡ nhiều thì nó sẽ trôi gần như là hết luôn, nên là mọi người có thể lưu ý nha. Tiếp theo sẽ là màu cuối cùng trong bộ sưu tập lần này. Đây là một màu tôn hồng lạnh, pha tẹo một ánh tím và rất phù hợp với mấy bà tôn da lạnh nha. Vậy là hôm nay mình đã xuất và review xong hai bộ sưu tập son mới đến từ nhà BBA và Roman, BBA Sheer Velvet Chin và Roman Love Funky Chin. Và mọi người có bình luận hay thắc mắc gì thì hãy comment ở dưới nha, và đừng quên tham gia giveaway lần này của mình nha. Hẹn tất cả mọi người trong clip sau. Bye bye.